Ok nè, chúng ta kiểm tra lại cho thầy một chút là nội dung phần front end chúng ta có những cái nội dung nào. Viết đạt đấy, như là Lâm viết đạt đấy à? Alo. Đúng rồi ạ. Hình như Mai thi môn ấy rồi nhỉ? Đúng rồi ạ. Đã ôn xong chưa đây? Em mới ôn qua qua Có qua làm sao lấy được điểm 10. ạ. Rồi, chúng ta có một số cái nội dung chính ở trong phần đầu tiên, phần FE. Các bạn mở cho thầy cái, đây là các cái phần lab, các phần slide. Chúng ta cố gắng đọc trước mỗi buổi học một cách đầy đủ nha. Sau hết mưa thì chúng ta nên học tập trung, có thêm để các bạn hỗ trợ thêm cho chúng ta. Phần đầu ta giới thiệu về theo nội dung ở đây này, có mô tả ở đây chúng ta nhìn thấy đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta có vài buổi để làm về các kiến thức này, một số buổi để làm về CSS, một số buổi làm luyện tập về JS, một vài buổi về thư viện jQuery framework và cắt ghép giao diện. Chúng ta có vài tuần để hoàn thiện một cái logic front end ở đây đúng không ạ? Ví dụ như là đây là một cái phần là fan đúng không nhỉ? Lấy ví dụ đây chẳng hạn, một cái xưởng mộc hay là một cái Akati, một cái trà sen, nội dung front end trên web thì đơn thuần nó có thể như thế này đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ có cái phần back end tương ứng đúng không ạ? Đấy. Đây cũng là một cái giao diện dạng front end thiết kế, hay khác này dựa thiết kế theo cái ALTE. Sau khi chúng ta hoàn thiện được cái ứng dụng, ta có thể sử dụng lại thành phần này và CSS theo cách của mình. Đấy. Ok, chúng ta mở cái phần đầu tiên giới thiệu về các thẻ HTML. Hầu hết tất cả các thẻ được giới thiệu ở đây đều được dùng ở một cái phần nào đó trên một cái ứng dụng web của chúng ta. Có thể là web về giới thiệu sản phẩm hoặc là các cái phần mềm trên web, các phần mềm quản trị nội dung, quản lý khách hàng hay là quản lý nhân sự, hoặc là các phần mềm về tài chính, về y tế, vân vân. Đúng không ạ? Các cái thẻ cơ bản này những bạn cũng đã học qua nên là chúng ta cũng đừng bỏ qua, chúng ta phải làm tuần tự từng phần một. Đấy. Về cơ bản thì cái ngôn ngữ HTML thì chúng ta hình dung là đây nó không phải là ngôn ngữ lập trình mà nó là cái ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó dùng để hiển thị cả nội dung trên trang web. Và viết tắt của Hypertext Markup Language, những bạn nào mà thi MCSD chẳng hạn ấy, thì đây cũng là những cái từ khóa rất cơ bản, vẫn có những câu hỏi liên quan đến phần này. Với HTML thì sử dụng các thẻ để chúng ta mô tả cái nội dung của trang web hay mọi thứ thông tin mà chúng ta muốn trình bày ở trên web kiểu như thế này chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì chúng ta đều mô tả bằng bằng các cái thẻ thôi, HTML, để chúng ta hiển thị nội dung. Và chúng ta nhìn thấy nội dung có thể là text, có thể là hình ảnh, đúng không nhỉ? Các phần tử form, đấy, thậm chí là video, vân vân. Đấy. Cấu trúc của trang web để chúng ta viết, sau này chúng ta viết các ứng dụng web mà có sử dụng để chạy quảng cáo hoặc là chạy sale thì chúng ta phải tuân thủ đúng các cái cấu trúc chuẩn của nó. Ví dụ như với HTML5, chúng ta phải định nghĩa doctype HTML và nó được chia làm hai phần. Đấy. Nó được chia làm hai phần. Bạn gì Hùng chứ nhỉ? Mạc Thanh Hùng à? Vâng, em đây, em chào thầy. Vâng, đúng rồi ạ. Chúng ta xem qua lại cái nội dung ở bài 1 để chúng ta có được cái lộ trình học nó phù hợp. Như vậy đây chúng ta nhìn thấy cấu trúc của một HTML, nó gồm có hai phần chính đúng không nhỉ? Phần head element và phần body element. Phần head element này
dùng để mô tả các thông tin của một cái trang HTML. Cụ thể thì sau này bạn viết ở phần backend, phần truy cập dữ liệu, phần xử lý logic, bạn viết bằng bất kỳ cái ngôn ngữ nào thì khi chúng ta hiển thị trên browser này, nó đều được render ra dạng file HTML. Và những cái file để phục vụ thông tin trình bày của nội dung ấy thì nó thường đặt ở trong phần là thẻ hit ở cái cấu trúc này. Phần body là cái phần chứa nội dung hiển thị của trang web. Ví dụ đây là cái trang driver Google đấy chẳng hạn, hay là chúng ta có một cái trang đơn giản như thế này chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì cái nội dung chúng ta nhìn thấy ở đây nó chính là cái body element, đúng không? À, cơ bản như vậy chúng ta hình dung. Cụ thể chúng ta có các cái phần tiêu đề, phần hit, những cái thẻ chính mà chúng ta sử dụng ở đây, ví dụ như là tiêu đề của web trên cái trang mà chúng ta nhìn thấy ở đây này, thì nó sẽ là title. Các cái meta này nó phục vụ cho chúng ta sử dụng để mô tả cái nội dung, định nghĩa Unicode. Ví dụ chúng ta sử dụng là chuẩn UTF-8 chẳng hạn, ta sẽ định nghĩa ở trong cái meta này, ví dụ như là content text HTML và charset UTF-8, tức là chúng ta dùng để hiển thị những cái nội dung tạm gọi là những cái tự có dấu, đúng không nhỉ? Hoặc là chúng ta có thể mô tả các cái siêu liên kết liên quan đến các cái nội dung. Tôi lấy ví dụ như là một cái ví dụ như là vào trang Debmaster chẳng hạn, đúng không nhỉ? Và chúng ta chọn một cái khóa đào tạo nào đấy, tôi lấy ví dụ như là PHP đây chẳng hạn, đúng không? Và chúng ta thực hiện cái việc đơn giản như là bạn xe chẳng hạn. Đấy, những cái tool xe của thầy đang bị lỗi thì phải, đúng không? Đây là comment xe đây, đúng không nhỉ? Đấy, khi chúng ta xe này thì để làm sao trên các mạng xã hội nó nhận ra các cái thành phần mà chúng ta muốn trình bày ở đây. Chúng ta nhìn thấy không? Đấy, xe các thành phần nội dung ở đây, nó đọc được các cái thành phần hiển thị. Hơi chậm một chút, đúng không nhỉ? Úi giời ơi. Đấy, ví dụ như này chẳng hạn, làm sao để bạn lấy được cái ảnh này hiển thị vào đây, lấy được các cái tiêu đề này, đúng không? Đấy, thì đây chính là cái chia sẻ đây chẳng hạn này. Ok, thì cái thành phần này cũng được khai báo ở, đúng không? Chúng ta share lên trên tường của chúng ta đây chẳng hạn. Đấy, thì cái thành phần này chúng ta sẽ thấy rằng là nó được khai báo, bạn có thể xem cái mã nguồn, nó chính là các cái meta, các cái thẻ, ví dụ như là mô tả các cái nội dung description, các từ khóa liên quan đến cái trang HTML đấy, đúng không nhỉ? Với cái mã Facebook ID, đúng không? Tiếp theo là chúng ta nhìn thấy này, để chúng ta hiển thị được ảnh, cái phần ảnh đấy là chính là cái phần khai báo ở meta property này, đúng không? Cái tiêu đề, được chưa nhỉ? Đấy, hiển thị website. Đấy, thì những cái thành phần mà chúng ta vừa share ở đây thì chúng ta phải định nghĩa ở trong cái metadata đấy, đúng không? Thì ví dụ như vậy, thì đây nó chính là cái phần đầu mà chúng ta đang giới thiệu đến phần sau này bạn xây dựng các ứng dụng web mà có chia sẻ tài nguyên trên các mạng xã hội, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái thẻ này. Một phần tiếp theo là các cái link liên kết đến file CSS, tức là cái phần mà để chúng ta trình bày cái nội dung hay làm đẹp cái nội dung của trang web, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là các cái CSS viết ở trên trang, hoặc là các cái CSS như là Bootstrap chẳng hạn, một cái framework Bootstrap, đúng chưa nhỉ? Hay là các cái link CSS khác, ví dụ CDN, xin lỗi đây là JS, đúng chưa nhỉ? Đấy, các liên kết đến các cái phần CSS ngoài các cái file để chúng ta trình bày ở trong nội dung của trang web. Em ngồi trong phòng bên được không? Được chưa? Ngoài ra chúng ta có các cái liên kết đến file kịch bản, file script, tức là cái phần nội dung mà chúng ta làm việc ở cái phần JS đây này, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lập trình trực tiếp ở trên trang HTML, hoặc chúng ta tạo ra cái file JavaScript riêng để chúng ta tích hợp vào trang web,
chúng ta sử dụng với cái strip này. Thông thường những cái nội dung này được áp dụng cho các nội dung trong trang web, nên là chúng ta đặt các thành phần này ở trong phần hit. Đấy. Một trong các thành phần tiếp theo nữa để chúng ta sử dụng và nó là các cái thẻ cơ bản mà chúng ta nhìn thấy là hầu hết trên tất cả các cái ứng dụng web đều sử dụng nó. Ví dụ văn bản chúng ta nên để nó vào trong thẻ P. Rõ ràng đây là một cái chuẩn, nhưng thông thường ấy, bạn chả để vào thẻ P thì khi bạn chạy trên browser nó vẫn hiển thị. Nhưng rõ ràng là để chúng ta viết theo một cấu trúc chuẩn thì những cái văn bản này, những văn bản text, nó gọi là các đoạn văn, thì chúng ta nên để vào trong thẻ P. Trong những đoạn văn thì nó có các cái thẻ để chúng ta định nghĩa cái nội dung. Ví dụ như bạn viết báo hay là viết sách chẳng hạn, thì chúng ta có những cái ngữ cảnh của văn bản như là chữ đậm, chữ nghiêng hay là chữ có gạch chân, thì chúng ta có các cái thẻ tương ứng để chúng ta sử dụng cái việc đó. Đấy. À, trên mỗi một cái ứng dụng chúng ta sẽ nhìn thấy trên một trang page, một trang HTML, chúng ta sẽ nhìn thấy các cái tiêu đề để mô tả tổng quát về cái nội dung của trang web. Thì tiêu đề trong HTML5 nó định nghĩa từ H1 đến H6 và chữ nó nhỏ dần. Tại sao chúng ta lại dùng H1 đến H6? Thì ví dụ trên này chúng ta sử dụng một cái trang HTML như này chẳng hạn. Cái nội dung chính của nó là gì? Ví dụ đây là khóa học về lập trình mã nguồn mở PHP. Đúng không? Thì cái này chúng ta nên đặt vào H1. Và đây là các cái nội dung chúng ta đặt trên các cái đoạn văn. Nội dung chúng ta mô tả riêng đúng không nhỉ? Hay là các cái liên kết. Đấy. Để chúng ta đặt tả cho các đoạn văn. Còn ví dụ như đây là một cái khối khác, khối nhỏ hơn. Thì cái này chúng ta thường để là H2. Đúng không? Cái này là H2. Đấy. Cái này là H2 chẳng hạn. Bên trong H2 thì có các vùng nội dung. Ví dụ đây chúng ta có thể để là H3 với các nội dung tóm tắt của nó. Đấy, bên trong này là tiêu đề của nội dung cái khối này, thì chúng ta thường để đây là H4 chẳng hạn. Đúng không ạ? Các nội dung cái tiêu chuẩn của H1 đến H6 nó phải nhỏ dần. Có nghĩa rằng nếu chúng ta đánh giá trong cái chuẩn SEO ấy, mà cái tiêu đề mà chúng ta sắp xếp cái font size của nó không theo thứ tự nhỏ dần từ H1 đến H6, thì cái điểm đánh giá chất lượng web của chúng ta nó sẽ giảm đi. Bạn có thể dùng cái SEO Quest này để kiểm tra cái extension của Chrome, người ta có thể check qua cái size của mình. Đúng không ạ? Đấy. Đó là cái nội dung mà chúng ta chú ý đến, các cái thẻ tiêu đề. Ngoài ra chúng ta có thể hiển thị các cái công thức hóa học hay là công thức toán học. Và nội dung trên web có thể là một cái hình ảnh, đúng không nhỉ? Đấy, nó không phải là một văn bản mà nó là hình ảnh. Và rõ ràng bạn thấy hầu hết các web thì đều có sử dụng các cái hình ảnh để mô tả những cái đặc trưng của các nội dung tương ứng. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Được chưa ạ? Đấy. Ok, các bạn vẫn nghe rõ chưa nhỉ? Ngoài ra chúng ta có các cái thẻ khác để chúng ta trình bày nội dung. Ví dụ như cái thẻ Fillset này thì với HTML5 hiện nay nó ít dùng hơn. Nhưng ví dụ như là Strong, Big hay là Small, chúng ta cũng thường xuyên sử dụng ở trong các đoạn văn làm nội dung nhấn mạnh, hay là những cái kích thước nó nhỏ hơn. Đấy, chúng ta sử dụng một số các cái thẻ khác. Những cái thẻ này chúng ta có thể test qua một lần để chúng ta có thấy rằng là sau này nội dung nào cần đưa vào các cái thẻ định nghĩa nội dung thì chúng ta nên đặt nó vào trong các thẻ. Và không phải tất cả các cái thẻ sau này chúng ta dùng CSS để chúng ta làm những cái gì tiết kiệm được về kích thước của trang HTML thì chúng ta nên tiết kiệm, đúng không ạ? Đấy. Một số các cụm từ viết tắt, cái này thường dùng cho viết báo, hay là các thẻ siêu liên kết. Liên kết tức là chúng ta tạo ra các liên kết để liên kết đến các trang tương ứng như thế này. Ví dụ thường dùng cho menu chẳng hạn. Ví dụ đây là một cái khóa net chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì đây thì gọi là các cái điều hướng sai. Các thẻ liên kết thường dùng cho các mục đích như vậy, đúng không? Đây là một cái đoạn code mô tả. Chúng ta sử dụng đoạn văn. Trong đoạn văn chúng ta dùng một số các thẻ để định nghĩa. Ví dụ như là viết tắt, ví dụ như là liên kết, đúng không nhỉ? Giữ gạch chân, hay là sử dụng các cái thẻ mô tả giá trị, giá cũ, giá mới, hay là một cái block quota, một cái khối. Nó sẽ nằm ở bên trong một cái đoạn văn, đúng không? Đấy. Chẳng hạn đây ta là mô tả đầy đủ một cái nội dung thể hiện tương ứng cho
các thẻ trong HTML5 chẳng hạn giá cũ chúng ta thường có thêm cái dấu gạch ngang. Với CSS thì chúng ta hoàn toàn có thể CSS cho cái thành phần này nó có thể đẹp hơn. Còn bình thường ta có thể tạo ra một cái dấu giống như là cái nội dung bị xóa như thế này thôi. Đây là cái block quote thì nó sẽ cách các cái đoạn văn vào bên trong canh giữa, đúng không nhỉ? Đây là các cái thẻ cơ bản. Tức là chúng ta sẽ làm một cái ví dụ ngắn gọn ở đây. Các bạn vẫn vào cái thư mục cũ của mình này. Buổi trước một số bạn hình chưa tham gia, chúng ta xem lại một chút. Chúng ta làm một cách tuần tự và tổ chức ở trên Git với cái nội dung đầy đủ. Đây là nội dung của phần bài trước, đúng không? Ôi, hình như không phải, thầy nhầm đấy. Đây là lớp khác, đúng không nhỉ? Lớp mình là lớp... buổi trước thầy dạy ở trên máy nào đây? Đây là lớp React, lớp PHP. À, hình như buổi trước thầy chưa tạo gì, đúng không? Buổi trước là thầy chưa code gì, đúng không nhỉ các bạn nhỉ? Vâng ạ. Thầy có mô tả thêm cái phần chúng ta làm việc, học liệu, phần editor, dùng Git, dùng Visual Code. Các bạn nào chưa cài Visual Code không? Các công cụ lập trình Visual Code, Sublitech, IntelliJ, PPStone hay là NetBean, vân vân. Cái chính ta dùng đây là Visual Code, đúng không nhỉ? Rồi, ok, thế thì ta làm luôn một cái nội dung, thầy tạo luôn một cái Git ở đây đi. Cho các cái bài học mã nguồn cho này, những bạn tham khảo thì có thể lấy ở trên này. Các bạn đăng ký một cái tài khoản Git này, tạo mới một cái repo. Ở lớp chúng ta thì đặt luôn là tên lớp đi, là dev 2407 lm trừ fe 35, đúng không ạ? Lập trình front end. React thì ta để phần sau, có thể add thêm cả cái readme, đúng không ạ? Tạo một cái repo với cái tên trên cái tài khoản của mình, được chưa? Và chúng ta create một cái repo thôi. Đây là cách đơn giản nhất để chúng ta thực hiện tạo mới một cái GitHub. Chúng ta quản lý cái tài nguyên của mình, đúng không ạ? Cái link của GitHub mà chúng ta dùng ở đây, hoặc chúng ta nộp bài các thứ, chúng ta có thể dùng cái link này chúng ta nộp bài. Đấy. Trên máy chúng ta chỉ yêu cầu là bạn phải cài Git Bash, được chưa nhỉ? Và connect đến cái Git của mình. Ví dụ đây thì connect rồi thì chúng ta sẽ khởi tạo một cái repo ở đây thôi. Git init, git clone. Chúng ta kéo cái repo như Git của chúng ta về, tạo chúng ta cái thư mục ở đây. Thế là xong, đúng không? Đấy. Ta có là FE. Chúng ta sẽ mở cái Visual Code bằng câu lệnh command thôi. Đấy. Ta đã thầy copy thêm cái overview vào đây nữa thì ok. Buổi học đầu tiên ta để nó là lesson 01. Đó ạ. Chúng ta demo một cái ví dụ đầu tiên này. ex1.html. Cấu trúc của một trang HTML, chúng ta sử dụng cấu trúc HTML5 với cái MS. Chúng ta tạo ra cái cấu trúc, đúng không nhỉ? Đây ta mô tả là các thẻ cơ bản. Chắc là thầy demo xong thì chúng ta thực hành thôi nhỉ. Hay là code luôn? Các bạn alo alo. Sao thầy im lặng thế? Chúng ta code luôn hay thầy demo xong thì chúng ta sẽ code lại thôi? Thầy demo cũng được rồi. Demo cho liên tục thì chúng ta code và chúng ta có cái phần lab nhé. Những bạn nào sau lên học offline thì nó lỗi thì chúng ta sửa luôn. Thứ nhất là chúng ta có thẻ tiêu đề, ta
ta mô tả cái H1 đúng không nhỉ? Các thẻ cơ bản, những cái tính năng ở trong cái Visual Code này ấy, mặc định khi chúng ta cài đặt ra thì thông thường nó sẽ có cái MS này này, hoặc chúng ta chưa cài đặt thì bạn nên gõ chữ MS. Ôi, như thầy chưa cài đặt cái MS để chúng ta gõ các cú pháp nó nhanh hơn. Chúng ta tìm cái chỉ số nào nó nhiều nhất thì chúng ta cài nó vào, đúng không ạ? Ví dụ đây là 1,2 mê chắc là ok rồi. Đấy, machine MS, chúng ta sẽ thấy rằng là các cú pháp nó nhanh hơn cho các thành phần. Cơ bản HTML tạm thời như thế, đến cái CSS hoặc đến JS chúng ta có thể cài đặt thêm các cái thành phần nữa, đúng không ạ? Rồi, ok. Đây là cái thẻ HTML, thẻ HR để chúng ta tạo đường kẻ ngang. Để tạm cho nó vào đây. Cái preview chúng ta có thể nhìn thấy ở bên cạnh. Oh, preview. Thế như thầy chưa cài rồi chứ nhỉ? Control. Control P show. Show lib. Show lib server. Thì thầy chưa cài. Thầy cài thêm cái lib server preview ở đây để cho nó nhanh. Lib server preview. Lib server. Đây, thầy dùng cái này thôi. Đúng không ạ? Đấy, in tồn cái này. Chúng ta nhìn thấy cái này dùng để làm gì? Khi bạn code ở đây này, bạn có một cái overview ở đây này, xin lỗi, bạn có một cái review ở đây. Chúng ta chọn cái anh này. Đấy, ok rồi đấy. Rồi, khi nó lên cái này là chúng ta ok rồi. Khi ta chạy cái lib preview ở đây, bạn sẽ nhấn Ctrl P show lib, show lib server preview. Chúng ta sẽ nhìn thấy trực quan ở bên này, thấy chưa này? Đấy, cơ bản nó là cái phần này. Ngoài ra chúng ta chạy trên server open lib, đúng không? Có nhiều các công cụ để chúng ta chỉ có thể chạy cái trang HTML ví dụ trên này chẳng hạn. Đấy, rồi cái bài cơ bản ta dùng cái này thôi. Ví dụ ta có thẻ đoạn P, ta gõ chữ P, Enter. Chúng ta muốn tạo một cái đoạn văn ngẫu nhiên, bạn gõ chữ lorem, Enter, đúng không ạ? Bạn cho nó xuống dòng wrap, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái đoạn văn ở đây, được chưa ạ? Chúng ta xuống dòng không tạo đoạn, chúng ta có thẻ BR, ví dụ như là B chữ động. Đấy. Hay là chúng ta có Y, thẻ Y là chữ nghiêng. Được chưa? Như vậy ở đây, đây là những cái thẻ inline, nó không tạo thành đoạn văn. Chúng ta muốn những cái này nó xuống dòng, chúng ta thêm cái thẻ BR vào. Và nội dung ở đây nó vẫn nằm ở trong một đoạn, đúng không ạ? Đấy, BR để xuống dòng, U là chữ gạch chân. Đấy, BR là chữ xóa chẳng hạn, đen, đúng không? Ví dụ như là giá cũ 123.12 đô chẳng hạn. Đấy, chúng ta có cái gạch ngang này. Hay là chữ đậm ở strong, thẻ strong, đây cũng là chữ đậm, đúng không? Hay chúng ta có thêm các cái thẻ cơ bản khác, ví dụ như là small chữ nhỏ. Đấy. Hay là chúng ta có mô tả một cái đoạn code, chúng ta có thẻ code, đúng không? Ví dụ như là var x bằng 100. Đấy. Như thế này chẳng hạn, Ctrl S thì đây nó mô tả ở dạng ngôn ngữ lập trình, như dạng code ấy. Đấy, chúng ta có thành phần như vậy. Đấy là chúng ta mô tả về các cái thẻ cơ bản mà chúng ta sử dụng
một 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 cái rất là cơ bản như vậy. Chúng ta mô tả một cái ví dụ khác đi. Ở vẫn trong lesson 1, chúng ta để cái ex02.html. Đấy, ta kéo sang bên này đi chẳng hạn. Đúng không? Chúng ta tạo mới một cái trang HTML, chúng ta vẫn sử dụng với các thẻ cơ bản. Ví dụ như là thẻ hiển thị hình ảnh phải liên kết chẳng hạn. Đấy. Nội dung tiêu đề title đây này thì đi cùng thường với cùng với nó là cái H1. Đúng không? H1 enter. Đấy, chúng ta lại mở nó ra bằng Ctrl P. Ctrl P Solid Server. Đấy, chúng ta chạy cái thứ hai. Đúng không ạ? Đấy, hay quen dùng với HR để tạo cái đường kẻ ngang ở đây. Nhìn cho nó phân biệt cái tiêu đề và nội dung. Cái thứ chúng ta muốn sử dụng ở đây thêm để với các thẻ cơ bản, chẳng hạn như là hiển thị hình ảnh chẳng hạn. Ta cho cái H2 đi là hiển thị hình ảnh. Thì chúng ta sử dụng cái thẻ img cùng với các cái thuộc tính, một số thuộc tính src.alt để chúng ta mô tả các cái thuộc tính của image. Đúng không nhỉ? Ví dụ chúng ta hiển thị liên quan đến phần này, chúng ta mô tả chúng ta có một cái thẻ pre, bạn viết ở đây như nào thì nó hiển thị như thế. Nó không theo cái định dạng của HTML5 nữa. Chẳng hạn như là thẻ img. Đấy, ta gọi nó là thẻ đi hay là tab gì đấy. Thẻ img thì có các cái thuộc tính. Đúng không nhỉ? Thuộc tính thứ nhất là thuộc tính src. Src ở đây thì nó là bằng một cái URL, tức là một cái uniform resource locator, tức là cái nguồn ảnh. Ta có thể ghi đây là cái nguồn ảnh, cái resource của nó. Đúng không ạ? Đấy. Và cái URL này thì nó sử dụng là nó được chia làm hai loại, là URL tương đối hoặc là tuyệt đối. Đấy. Tuyệt đối. Cái URL này nó cũng áp dụng cho cái thẻ liên kết, siêu liên kết. Chúng ta phân biệt cái URL tương đối và URL tuyệt đối. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ ở đây là gì? Với cái URL, thì làm cái tuyệt đối trước đi. URL, chúng ta gọi là tuyệt đối. Thì nó sẽ có cái cấu trúc đơn giản là giao thức. Ví dụ như là, có thể ghi nó là giao thức chuyển. Đúng không nhỉ? Hai chấm, domain và path đường dẫn của tài nguyên. Đấy. Cái công thức đầy đủ của tuyệt đối này là như vậy. Ví dụ chúng ta có là gì? HTTPS, đây là một cái giao thức, đúng không nhỉ? Domain ví dụ như là devmaster.edu.vn. Cái path đường dẫn đến địa chỉ ảnh ví dụ như image logo.png. Thì đây là một cái đường dẫn tuyệt đối. Đúng không nhỉ? Chúng ta hiểu nó như vậy. Một khái niệm thứ hai là URL tương đối. URL tương đối của chúng ta ấy, thì nó sẽ bắt đầu bằng là folder tính từ mục gốc, ta gọi nó là folder. Đấy, rồi đến là gì? Đến cái file, cấu trúc đơn giản như vậy. Đúng không ạ? Nó có thể như thế này, hoặc nó có thể là gì? Hoặc nó có thể là tại vị trí hiện tại ta có file thôi. Đúng không? Hoặc là tại vị trí hiện tại chúng ta ra ngoài một thư mục, chúng ta có suộc chấm. Được chưa? Chẳng hạn chỗ này người ta ghi là image, thư mục image gạch chéo logo.png. Đấy. Ví dụ file chẳng hạn thì người ta có vào logo.png. Đúng không? Hay là ra ngoài một thư mục chúng ta có ví dụ như là chấm chấm gạch chéo logo.png. Thì cái này là đi vào một thư mục đến file, cái này là lấy ở file tại thư mục hiện tại, còn cái này là ra ngoài một cái thư mục để lấy tên file. Thì nó cái khái niệm này là tương đối. Tương đối thì nó áp dụng cho các tài nguyên ở trong cùng một size.
Còn những tài nguyên mà nằm ngoài ở cái site ấy, ta dừng là điểm dẫn tuyệt đối, đúng không ạ? Ví dụ ta có này H3 đi, URL tuyệt đối. Đấy, thì ta sẽ lấy là cái một cái như là image src, địa chỉ này thầy nhớ thì thầy thầy lấy thôi. Còn bình thường là chúng ta có thể là copy đúng không nhỉ? Đấy, cái trang đây chẳng hạn, thầy copy cái logo đây chẳng hạn này. Copy image address đúng không? Thì ta đặt nó vào đấy, đặt cái địa chỉ tuyệt đối vào đây. Và khuyến nghị thì chỗ này thầy xuống dòng đi, cái này chúng ta nên đặt nội dung và không nên để trống, ví dụ Dev Master Academy đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là cái này nó được hiển thị, và cái này hiển thị từ trên máy chủ của Dev Master. Cái này nó sẽ lỗi, ví dụ chẳng hạn như là bạn thiếu chữ S đây chẳng hạn, thì nó sai cái đường dẫn và nó hiển thị cái nội dung là Alternate Text đây này, đúng không ạ? Thì cái khi mà chúng ta không thấy thì rõ ràng là ta kiểm tra lại cái giá trị của cái thuộc tính src, ví dụ chỗ này nó thiếu cái chữ chữ s chẳng hạn, được chưa? Tương tự như vậy chúng ta vẫn dùng cái ảnh ảnh này đi, thầy xếp s và cái thư mục của mình để thầy dùng cái khái niệm đường dẫn tương đối. Ví dụ ở đây chẳng hạn trong lesson 1 thầy để thêm một cái thư mục nữa là thư mục image đúng không, và logo PNG, ok. Đấy, như vậy trong này ta sẽ thấy rằng là nó có thư mục image này, cái file 02 của chúng ta ở đây. Được chưa? Thôi thì đặt lại đi, đặt nó là 2 thì là 2 đi, để cho nó đồng nhất đúng không nhỉ? Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sử dụng cái khái niệm đường dẫn tương đối đúng không? Đường dẫn tương đối này. Để thêm cái H3 vào đây đi, URL tương đối. Đấy. Thì ta sử dụng cái vẫn là thẻ image. Được chưa nhỉ? Chúng ta nhìn thấy ở đây là đây mà chúng ta muốn lấy cái ảnh ở trong này, tức là chúng ta vào cái thư mục image vào cái logo. Đấy. Thì chúng ta lấy ra cái tên hiển thị, cái này chúng ta để cái gì đó. Được chưa? Hiển thị ở đây. Như vậy cái này nó cũng lỗi khi mà chúng ta ví dụ như này chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì nó không đúng cái đường dẫn. Cái này nó chỉ định về cái thư mục gốc khi chúng ta chạy trên máy chủ của từng một loại ngôn ngữ, đúng không? Hay là chúng ta lấy cái logo ở ngoài cái thư mục lesson này chẳng hạn, được chưa? Ví dụ chúng ta lấy cái ảnh ảnh xinh đẹp này đi, đúng không? Xếp S về cái thư mục ngoài, không ở trong ngoài lesson đi đúng không nhỉ? Đây là student này, ok. Đấy, thì ở đây chúng ta muốn hiển thị ở ngoài, br xuống dòng chẳng hạn, image src, chúng ta ra ngoài một thư mục gạch chéo. Đấy, chúng ta có cái student này, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ có được cái ảnh student tương ứng, đúng chưa? Đấy, cái này nó hơi hơi to, chúng ta có thể đặt lại cái độ rộng width cho nó là 150px đi cho nó nhỏ lại, chúng ta test thôi. Như vậy đây là hai khái niệm mà chúng ta dùng rất nhiều trong ứng dụng web, tức là khái niệm về đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối, và cái này nó áp dụng cho cả cái phần tử liên kết đúng không ạ? Đấy. Ok chưa nhỉ? Bạn đang nghe rõ đấy chứ? Alo. Dạ có ạ. Rồi. Tiếp theo, có lẽ là thầy làm riêng một cái file đây là EX2 đi. Trong lesson 1 thầy tạo thêm cái EX3 đi. Để demo cái phần là phần phần là phần liên kết đúng không nhỉ? Đấy. Ta gọi nó là thẻ liên kết, đây là những cái rất thường xuyên sử dụng, tức là chúng ta đang dùng thẻ A1 thẻ liên kết. Bạn nhìn thấy là cách thầy viết ở đây là mỗi khi thầy viết cái thẻ, chúng ta thường hay nhìn thấy rằng là cái
cái tiêu đề đây này nó thường đi cùng với cái H1 đúng không? HR Enter. Đấy, Solip Server Preview. Được chưa? Cơ bản như vậy. Và ví dụ như liên kết thì chúng ta cũng có liên kết nội và liên kết ngoại. Và nó cũng sử dụng đến cái URL thông qua cái hotref này này. Được chưa nhỉ? Ví dụ thầy để đây là liên kết ngoài. Đấy. Hay nói khác là chúng ta sử dụng URL tuyệt đối. Thường, còn trong chúng ta có thể dùng đúng không nhỉ? Được chưa? Ví dụ như là bạn muốn đến cái trang Debmaster chẳng hạn, chúng ta có thẻ A. Được chưa? Đến cái trang Debmaster ta có https là debmaster.edu.vn. Đấy, chỗ này nội dung ta hiển thị nó là Debmaster Academy. Cái tiêu đề ta nhìn thấy ở đây để bạn click nó vào. Và nội dung của thẻ A thường có hai cái thuộc tính quan trọng, đó là hotref và gì? Và title. Đấy. Cái nội dung ví dụ title chúng ta đặt đến đây thì nó hiển thị ở cái title đấy. Cái tip mà chúng ta nhìn thấy đấy. Đúng không nhỉ? Đấy, như cái này chúng ta chọn đến ấy thì chúng ta sẽ mở sang cái trang là Debmaster Academy. Tuy nhiên chạy preview thì chúng ta sẽ thấy nó không được phù hợp đúng không? Chúng ta chạy trên server này. Đấy. Đang ở cái trang này của chúng ta. Chúng ta nhấn vào Debmaster Academy. Đúng không? Ok. Thì nó chuyển sang cái trang đấy. Đúng không nè? Chuyển cái trang mà chúng ta muốn liên kết đến. Thông thường cái liên kết ngoài như thế này thì chúng ta sử dụng đến thêm cái thuộc tính nữa của cái thẻ liên kết này, nó chính là cái target, người ta gọi là đích đến. Blank tức là mở trên một tab mới, parent là trên cái cửa sổ hiện tại, cell và top đúng không nhỉ? Những cái này là giá trị chúng ta chọn, chúng ta không được định nghĩa. Nếu tôi muốn mở trên tab mới thì ta chọn cái này. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là gì? Đây là cái trang thẻ liên kết A, chúng ta click vào thì nó sinh ra một cái tab mới như thế này. Đây là cái cách mà khi dùng liên kết ngoài, liên kết đến trang ngoài, ta thường sử dụng thêm cái thuộc tính là target. Đấy. À, ok. Đấy, cái này nó không chạy được nữa thì ta chạy lại show list đúng chưa? Một cái ví dụ thứ hai chúng ta gọi là liên kết trong hay là liên kết nội. Liên kết nội tức là chúng ta liên kết đến các cái trang trong cùng một website thì nó cũng có liên kết tương đối liên kết ta gọi như thế nào đúng không nhỉ? Liên kết đến các cái trang trong cùng một thư mục, hoặc là liên kết đến các trang trong các cái đường dẫn khác, các thư mục con. Ví dụ đây thì tạo thêm một cái thư mục có tên là page đúng không? Đây là thư mục nhé. Trong này nó có một cái là p1.html, p-1.html, ví dụ thế đúng không? Như này đi, ta vẫn dùng cái p1 ta đặt đây, đây đặt nó là page1 được chưa nhỉ? Đấy, h1 page1. Ví dụ như từ cái này, từ cái trang x3 mà vào cái page1, thôi ta làm cái đến page2 trước nữa nào, đúng chưa nhỉ? A này đến ex-2 ta chỉ cần như này thôi. Đấy, thì lấy luôn cái này để làm cái này. Đúng chưa? À, cái title của nó cũng nên đặt nó vào. Đấy. Đây là cái liên kết đến ex-2. Tương tự như vậy, chúng ta có vào cái p1 thì chúng ta lại phải vào thư mục là gì? Page đến p1. Đúng chưa nhỉ? Ta lấy luôn cái đường dẫn này ta mô tả cho nó dễ. Đấy. Cái title đúng không? Đấy, ví dụ ta vào p1. Đấy, thì nó vào bên trong này. Như vậy cái link này nó có thể bị lỗi khi mà chúng ta cái liên kết này nó sai thôi, cái địa chỉ này nó sai thôi. Đúng không ạ? Ví dụ trong p1 chúng ta lại có một cái liên kết là ra ngoài một thư mục. Đúng không nhỉ? Thì ta có chấm chấm gạch chéo. Ví dụ ta trở về cái anh này chẳng hạn. Đấy. Ta để ở đây đi. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy ra ngoài thư mục thì nó trở về cái trang đấy. Đúng không?
Như vậy nó giống như cái đường dẫn khi nãy ta mô tả thôi, vào trong thư mục và đi ra ngoài một thư mục tương ứng, đúng không ạ? Đấy là cái thành phần mà cơ bản cho các cái thẻ đầu tiên. Tương tự như vậy, trong phần thực hành ấy, chúng ta có thêm cái các cái thẻ chỉ số, được chưa? Để chúng ta xử lý. À, một cái phần nhỏ nhỏ nữa trong phần này, người ta gọi là thẻ hiển thị dạng danh sách ULLI. Danh sách thì nhìn nó đơn giản như thế này, nhưng nó được ứng dụng khá là nhiều. Ví dụ đây là một cái danh sách để chúng ta thể hiện một cái menu, hay bên trong này là một cái danh sách nó được CSS một cách nó đẹp hơn thôi, đúng không ạ? Đấy, hay là chỗ này chúng ta cũng có thể hiển thị nó là các cái danh sách tương ứng, đấy chưa nhỉ? Thì trong HTML5 nó có thêm chúng ta một cái khái niệm nữa là các cái thành phần hiển thị ở dạng danh sách, thì thầy sẽ mô tả thêm cái ví dụ ở đây thôi. Đấy, nó có hai loại, một là danh sách có thứ tự, danh sách không có thứ tự trước đi nhỉ. Đây, danh sách không có thứ tự thì nó là các cái outline, đúng không? Hình như mít hết này. Rồi, ok, chắc còn ít phút nữa. Đấy, các outline là các cái dấu chấm tròn đặc, hoặc là chúng ta có dấu vuông, hoặc là chúng ta có dấu chấm tròn rỗng. Tuy nhiên trên ứng dụng thì chúng ta nhiều thấy là nó không thích thế, chúng ta phải CSS lại, đúng không? Đấy, chúng ta có thể sử dụng, hoặc là chúng ta dùng cái ngôn ngữ phần CSS phần sau để chúng ta làm nó đẹp hơn. Ok, quan tạo cho thầy một cái EX04-04 4 đi, HTML. Đấy, để bên này thôi. Ta gọi đây là cái thẻ hiển thị danh sách dạng danh sách không có thứ tự, ví dụ như vậy. Ok, Ctrl C H1, ok, đúng không ạ? HR tạo cái đường kẻ ngang, Ctrl P dấu lớn hơn, show list review. Đấy, ví dụ như cái thứ nhất là chúng ta có khóa học chẳng hạn đi, H2 khóa học funnel. Đấy, ví dụ như vậy, khóa học funnel thì ta định nghĩa nó là UL, đúng không nhỉ? LI, nội dung các khóa học xuống dòng đi, LI, chúng ta có HTML5, đấy, ANSIP mũi tên xuống, CS3 ANSIP mũi tên xuống, Java Script, đúng không nhỉ? ANSIP, đấy, Control, đây là jQuery, đây là các cái nội dung mà chúng ta học trong funnel, đây là Bootstrap chẳng hạn. Đấy, và cuối cùng là cắt ghép giao diện web. Như vậy đây là các cái thành phần có ở trong khóa học funnel, mặc định nó là cái dấu chấm tròn đặc, đúng không? Thầy mô tả thêm cái khác đi, HR đi. Ví dụ đây là thầy dùng cái tai, kiểu của nó là kiểu của nó là gì nhỉ, là square, đúng không? Square thì nó là cái hình vuông, đúng không nhỉ? Hoặc là chúng ta có một cái loại khác là circle. Đấy, là cái dấu tròn rỗng như thế này, đúng chưa? Rất đơn giản như vậy, đây là các kiểu mặc định cơ bản. Tương tự như vậy, chúng ta muốn làm cái thì cốt lại chỗ này nhanh thôi, đúng không nhỉ? Ta có là gì? EX05 đi. Ta mô tả một chút về cái danh sách có thứ tự, đúng không? Danh sách có thứ tự. Đấy, Ctrl P show list server. Ok, có thứ tự chúng ta thay đổi cái đây là bằng gì? Bằng O thôi. O là nó ra cái thứ tự thôi, 1, 2, 3, đúng không? Đấy, O là, nhìn thấy chưa nhỉ?
Thứ tự thì nó có nhiều kiểu thứ tự khác nhau. Ví dụ mặc định thì nó là 1, 2, 3. Chúng ta có kiểu thứ tự khác, ví dụ như là A lớn này, A nhỏ này, Y lớn này, Y nhỏ này. Ví dụ như là alpha B. Đấy. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là La Mã Y nhỏ đi. Đúng không? Đấy, như ta không muốn bắt đầu từ Y, ta muốn start từ cái khác cơ. Ví dụ start 3 chẳng hạn thì nó tạo ra chúng ta cái 3Y ở đây. Rất đơn giản như vậy. Đúng không nhỉ? Đây là cái nội dung cơ bản mà chúng ta sử dụng. Đấy. Chúng ta cũng có thể kết hợp những thành phần này với nhau, tạo ra cái liên kết, chúng ta thêm thẻ A vào đây để chúng ta sử dụng. Đúng chưa? Ví dụ thầy lấy cái 0,05 thêm cái nữa đi. EX-6 đi, HTML. Đấy. Và cái này thì thầy dùng nó là vẫn như là cái anh kia đi. Vẫn như là cái anh 4 này đi. Cho nó nhanh này thôi. Ok. Khóa học nội dung funnel. Đấy, ví dụ thế. Mình chơi nhỉ, Ctrl C, H1 enter. Đấy, có cái gì? HR. Các bạn nhìn có bị giật không nhỉ? Alo. Không, được không ạ? Cái phần đầu nó cũng đơn giản, chúng ta cố gắng thực hành và làm nó nhanh nhanh một chút. Đây, thầy vẫn lấy cái anh này, Ctrl C, Ctrl V. Đấy. Show Live Server. Nhưng ví dụ ở đây bây giờ người ta tạo ra các cái liên kết này thì rất đơn giản, chỗ này nó có rồi, chúng ta nhấn Alt này. Đấy, chọn nhiều chỗ. Đúng không? A hết rep bằng, tạm thời để thăng ở đây đi. Đấy. Và chúng ta, bây giờ khó nhỉ, cái này nó lại hơi khác. Ctrl thôi được, ta lại phải làm lại. Dạ ra là chúng ta thầy đang muốn làm nhanh. Chúng ta chọn nhiều nơi thì chúng ta sẽ chọn nhấn thêm phím Alt. Chỗ này là đóng thẻ A thôi. Đúng không? Chúng ta có các liên kết này. Đấy, ví dụ đây đến HTML 5, tuy nhiên là nó chưa có cái này. Đúng không? Có thể thay nội dung này bằng hình ảnh. Đấy. Ví dụ đây là HTML 5.html. Đúng không? Ví dụ đây là CS3. Bài thực hành chúng ta có đó. CS3. Rồi là Java.js. Rồi là jQuery, Bootstrap chẳng hạn. Đấy. Ngoài nhỉ? Và cái này thôi. Này gọi là cắt ghép. Được chưa? Đương nhiên kích vào đây thì nó lỗi, nó chưa có cái trang này. Đúng không? Chúng ta đã khá quen thuộc. Bạn có thể tạo một cái trang một cách đầy đủ hơn. HTML 5. Đấy. Thế là xong thôi mà. Nội dung đây là HTML 5. Chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng rất là dễ dàng khi chúng ta sử dụng ở đây. Đó. Được chưa? Đấy là cái nội dung mà chúng ta làm ở trong cái phần 1. Phần này các bạn sẽ thực hành cho thầy một cách đầy đủ hơn. Lướt qua lại một cái slide, các cái thẻ cơ bản và thực hành cho thầy cái lab số đầu tiên đi. Từng bước, mỗi hôm chúng ta làm một việc một cách đầy đủ nhất và một cách tuần tự nhất. Đây là một số các thư mục để mô sẵn, nhưng chúng ta làm, chúng ta sẽ làm ở đây. Đúng không nhỉ? Đấy. Đây là cái nội dung. Phần cài đặt thì chúng ta có thể bỏ qua, hoặc là bạn có thể trải nghiệm thêm một số cái editor khác. Nhưng chúng ta bắt đầu từ đây, cấu trúc của trang web. Bài thực hành chúng ta cố đặt tên cho nó phù hợp. Có lorem, có nội dung này chúng ta copy tùy ý nhé. Nó có chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân, có đường kẻ ngang, có H1, H2, được chưa? Đấy là cái nội dung để chúng ta thực hành và làm quen. Cái phần này chúng ta không dùng sắp latex thì chúng ta bỏ qua.
Đúng không? Đây là một cái mẫu ví dụ gợi ý. Chúng ta có thể thay đổi cái nội dung để nó phù hợp. Liên quan đến các thẻ tiêu đề, liên quan đến các thẻ danh sách, đúng không? Danh sách có thứ tự, liên quan đến hiển thị nội dung, có hình ảnh, có liên kết. Đấy, bài đầu tiên chúng ta đang có mô tả một số thành phần như vậy, các liên kết được mô tả ở đây, đúng không ạ? Và một số các thành phần khác. Cái này thì mỗi một bài chúng ta sẽ có nội dung hiện tại và có bổ sung thêm một số các cái nội dung mà sẽ được dạy ở các cái bài tiếp theo. Ví dụ đây là liên quan đến bổ sung thêm cái phần CSS và định dạng màu, đúng không ạ? Ví dụ ở đây chúng ta muốn có cái nội dung này là thêm chữ màu màu khác đi chẳng hạn, ta bổ sung thêm cái này thì chúng ta tìm hiểu thêm thôi, color, đúng không? Như ví dụ như là blue, ta sẽ có cái màu này là màu xanh, kiểu như vậy. Chúng ta có cái màu nền background là màu vàng chẳng hạn, đúng không nhỉ? Nội dung đây là màu vàng. Thì đây là một số cái thành phần ở các cái bài thực hành ấy, thì nó có sẽ để chúng ta đọc thêm ở các cái bài sau, để chúng ta sẽ hình dung ra là mỗi một bài học nó có liên quan đến cả cái nội dung hiện tại và các cái thành phần tiếp theo, đúng không ạ? Đấy, như vậy là các bạn sẽ thực hành cho thầy cái phần bài bài lớp 1 đầu tiên này đi. Không biết có ai mới bắt đầu học cái này lần đầu không? Có bạn nào mới bắt đầu học web không? Alo. Có em. Em học không học ngoại tin à? Chưa học. Em học ngành gì? Em Lâm đây thầy. À, Lâm năm thứ nhất à? Vâng. Thế thì phải làm đầy đủ hơn rồi nhá. Dạ. Phải làm tuần tự để những cái thứ chúng ta cả slide cả lab, được chưa? Đấy, thầy sẽ để trên này và các bạn làm và nộp bài đầy đủ các cái bài học của chúng ta ấy, sẽ nộp bài đầy đủ và đánh giá, hoặc là sau này chúng ta cần cái chứng nhận ấy thì nó cũng phải có đầy đủ các thành phần. Mỗi bài học thì thầy đều yêu cầu các bạn phải nộp cái lab ở đây. Thầy đặt lab 01 đi. HTML 5. Các thẻ cơ bản. Trong cái lab thì đã share cho các bạn rồi. Cố gắng nộp bài nó đúng hạn, đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ nộp ở trên này, nhưng các bạn đừng up cái file nén lên đây. Mà giống như thầy vừa làm ấy, chúng ta có cái này của chúng ta rồi. Chúng ta làm gì? Chúng ta đẩy lên Git hàng ngày. Khi chúng ta connect xong rồi, nó chỉ có 3 lệnh thôi: Git add, Git commit trừ m, up luôn cái nhánh chính của chúng ta. Nội dung ta đây là lesson 01 hoặc là lab 01 gì đó, đúng không? Đấy, có những cái file mới chúng ta tạo ra nó được đẩy lên. Và thực sự đây nó đây mới đẩy vào cái pull repo của chúng ta thôi. Chúng ta phải push nó lên trên Git bằng lệnh là Git push. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy là ở trên này chúng ta sẽ có cái file của chúng ta, đúng không? Và nộp bài thì bạn nên nộp bằng cái này. Và bạn lưu trữ như vậy thì cái tài nguyên này mới là tài nguyên của chúng ta, đúng không nhỉ? Cố gắng học xong cái phần front end, chúng ta có ít nhất là khoảng 30 commit, tức là 12 buổi là dành cho commit của các cái bài tập, bài thực hành. Còn số buổi còn lại là làm project thì chúng ta không thể làm một hôm mà xong được. Chúng ta phải làm hàng ngày. Và chúng ta mỗi ngày chúng ta put nó lên thì cái số commit này nó được tăng lên. Hình dung chưa nhỉ? Đấy. Ok. Thầy bật lại mic nhá. Chúng ta thực hành cho thầy một chút.